Chào mừng bạn đến với khóa học thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Hot Health CoQ10 là một sản phẩm của dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe Nutrilite thuộc tập đoàn Amway, hỗ trợ cung cấp coenzyme Q10 và nhiều dưỡng chất thực vật từ thiên nhiên, hỗ trợ hạn chế quá trình oxy hóa và hỗ trợ nâng cao sức khỏe tim mạch. Bạn có biết, theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, mỗi năm trên thế giới có khoảng 17,5 triệu người tử vong do các bệnh liên quan đến tim mạch và số bệnh nhân tim mạch vẫn đang ngày càng gia tăng. Tại Việt Nam, theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm có khoảng 200.000 người tử vong vì bệnh tim mạch, chiếm 33% số ca tử vong trên tổng số các nguyên nhân. Theo WHO, mỗi chúng ta đều có thể mắc bệnh tim mạch, đặc biệt là khi chúng ta trên 40 tuổi. Hầu hết các bệnh lý tim mạch hiện nay là do xơ vữa động mạch. Bên cạnh đó, hiện có 26 triệu người trên thế giới đang sống chung với bệnh suy tim. Theo ước tính, 20% ngân sách y tế của nhiều quốc gia dành để điều trị suy tim. Tại Việt Nam, chưa có số liệu chính thức, nhưng ước tính có khoảng 320.000 đến 1,6 triệu người mắc bệnh suy tim. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Tim mạch Quốc gia, Tổng thư ký Hội Tim mạch học Việt Nam cảnh báo, 50% bệnh nhân suy tim tử vong trong vòng 5 năm, cao hơn cả ung thư. Điều này khác với suy nghĩ của nhiều người về căn bệnh này, không biết rằng suy tim là nghiêm trọng. Bệnh tim mạch được ví như sát thủ thầm lặng, là một trong những nhóm bệnh lý gây nguy cơ tử vong cao. Bệnh tim mạch là gì? Đó là những bệnh có liên quan đến các mạch máu, hoặc tim, hay là cả hai, và có ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống tim mạch. Hệ thống tim mạch còn được gọi là hệ thống tuần hoàn bao gồm tim và hệ mạch máu, đóng vai trò quan trọng trong cơ thể có tính chất sinh mạng. Hệ tim mạch đảm nhiệm các chức năng, cung cấp oxy và dưỡng chất cho cơ thể, đồng thời mang các chất cần đào thải chuyển cho các cơ quan có trách nhiệm thải ra ngoài, vận chuyển các hormone và các enzyme đến các cơ quan, liên lạc giữa các cơ quan với nhau. Điều hòa thân nhiệt, khi cơ thể bị tăng thân nhiệt, nhịp tim tăng, tăng huyết áp trong lòng mạch, hệ mao mạch nông dưới da giãn ra để tăng thải nhiệt. Trong các chức năng trên, nhiệm vụ cung cấp oxy, gluco cho việc chuyển hóa năng lượng là nhiệm vụ quan trọng nhất. Vừa rồi chúng ta vừa được biết cấu trúc và vai trò của hệ tim mạch. Ngay bây giờ đây, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem bệnh tim mạch đến từ đâu nhé. Trong cuộc sống hiện đại, con người phải tiếp xúc thường xuyên với môi trường ô nhiễm. Chỉ cần bước ra đường, phải luôn đối diện với xe cộ đông đúc, khói bụi, nhất là tình trạng bụi mịn ở các thành phố, rất nguy hại. Tinh thần chịu nhiều căng thẳng, áp lực như áp lực công việc, cuộc sống, gia đình, cũng như chế độ ăn uống không khoa học, khẩu phần ăn không khoa học, chẳng hạn như ít rau xanh, thói quen sử dụng đồ ăn nhanh, nhiều chất béo. Trước tác động của những yếu tố đó, quá trình lão hóa của cơ thể sẽ xảy ra sớm hơn, làm biến đổi chức năng hoạt động của hầu hết các cơ quan, tổ chức, trong đó hệ tim mạch bị ảnh hưởng nhiều nhất. Sự lão hóa xuất phát từ các stress oxy hóa là hiện tượng cơ thể sản sinh ra nhiều gốc tự do, vượt quá khả năng bù trừ của các chất chống oxy hóa và gây ra những tình trạng sức khỏe bất lợi. Stress oxy hóa dẫn đến lượng LDL cholesterol là loại mỡ xấu bị oxy hóa quá mức và dẫn tới xơ vữa động mạch, làm lòng động mạch bị hẹp dần, có khi tắc nghẽn hoàn toàn. Các rối loạn này có thể dẫn đến các bệnh lý như tăng huyết áp, thiếu máu, nhồi máu cơ tim. Bạn có biết, chỉ với kích thước khoảng một nắm tay, tim chúng ta có khả năng bơm đến 5 lít máu mỗi phút. Mỗi phút tim đập khoảng 70 lần, nên trong một ngày tim phải đập đến hơn 100.000 lần. Tổng chiều dài của tất cả các mạch máu trong cơ thể là khoảng 96.560 km, hơn 2 lần chu vi trái đất, chu vi trái đất khoảng 40.000 km. Thế nhưng chỉ mất khoảng 20 giây để tim bơm máu đi đến toàn bộ mạch máu. Để làm được điều đó, tim phải hoạt động liên tục và cần rất nhiều năng lượng. Cơ tim hầu như không có khả năng dự trữ năng lượng, nên tim hoạt động phụ thuộc hoàn toàn vào con đường tạo năng lượng từ chính tế bào cơ tim. Đảm nhiệm chức năng tạo năng lượng này chính là ti thể, thành phần chiếm đến 30% thể tích mỗi tế bào cơ tim. Stress oxy hóa làm rối loạn chức năng, tổn thương ti thể của tế bào cơ tim, dẫn đến suy giảm cung cấp năng lượng cho tế bào cơ tim. Vì vậy, tế bào cơ tim sẽ bị tổn thương và là nguyên nhân chính dẫn tới suy tim.
trước những tác động của stress oxy hóa để có được một hệ tim mạch khỏe mạnh. Chúng ta cần bổ sung đầy đủ các yếu tố, vừa có khả năng chống lão hóa mạnh mẽ, vừa có khả năng tăng cường sản sinh năng lượng của ti thể tại cơ tim. Ứng cử viên số 1 chính là CoQ10. Vậy CoQ10 là gì? Chúng có vai trò như thế nào đối với cơ thể chúng ta? CoQ10 là tên viết tắt của coenzyme Q10, còn gọi là ubiquinone CoQ hay vitamin Q10, là một hợp chất hữu cơ quinon tự nhiên được tìm thấy trong hầu hết các sinh vật hiếu khí, từ vi khuẩn đến động vật có vú. CoQ10 có thể được tổng hợp trong cơ thể hoặc hấp thu từ thực phẩm. CoQ10 là một chất chống oxy hóa hòa tan trong chất béo, có ở hầu hết các loại tế bào ở người và khu trú nhiều ở ti thể. CoQ10 tập trung với nồng độ cao nhất ở các cơ quan như tim, gan, thận, với nồng độ tương ứng là 132, 63,6, 77 microgram trên gam. CoQ10 cần thiết để duy trì sức khỏe lý tưởng và có chức năng nuôi sống mọi tế bào trong cơ thể, và đặc biệt quan trọng đối với hệ tim mạch. CoQ10 giúp hệ tim mạch khỏe mạnh. CoQ10 chống oxy hóa mạnh mẽ. CoQ10 tham gia sản sinh năng lượng ở tế bào cơ tim. Trước hết, chúng ta cùng tìm hiểu CoQ10 tham gia sản sinh năng lượng như thế nào các bạn nhé. Năm 1978, nhà khoa học Peter D. Mitchell, tiến sĩ từ Đại học Edinburgh, Anh, được trao giải Nobel hóa học về công trình nghiên cứu tìm ra được vai trò của CoQ10 trong quá trình tạo ra năng lượng. Tại ti thể của tế bào, CoQ10 hoạt hóa quá trình sinh năng lượng, tăng cường tổng hợp ATP và tăng khả năng sử dụng oxy của tế bào. Tế bào hoạt động càng mạnh càng đòi hỏi nhiều ATP, điều đó đồng nghĩa với việc cần nhiều CoQ10 để sử dụng. Bạn có biết, mỗi tế bào cơ cánh tay có chứa khoảng 200 ti thể. Trong khi đó, để đáp ứng nhu cầu hoạt động liên tục, mỗi tế bào cơ tim có đến 5.000 ti thể cùng nhau tham gia sản xuất năng lượng. Do đó, cơ tim có nhu cầu CoQ10 nhiều hơn bất kỳ bộ phận nào của cơ thể. Bổ sung đầy đủ CoQ10 sẽ giúp phòng ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh tim bằng cách cải thiện việc sản xuất năng lượng sinh học tế bào cơ tim. Ngoài việc giữ vai trò quan trọng trong quá trình tạo năng lượng, CoQ10 còn có khả năng chống oxy hóa tuyệt vời. CoQ10 là một trong năm hoạt chất chống oxy hóa quan trọng nhất trong cơ thể, bên cạnh vitamin C, vitamin E, beta-carotene và polyphenol. Bổ sung đầy đủ CoQ10 ức chế sự oxy hóa, mỡ xấu, LDL cholesterol trong thành mạch máu và ngăn cản quá trình xơ vữa mạch máu. Thông qua khả năng chống oxy hóa, CoQ10 còn giúp hạn chế các bệnh mãn tính do các gốc tự do gây ra như sa sút trí tuệ, Alzheimer, bệnh Parkinson. Bạn có biết, một điểm chung khi thống kê kết quả xét nghiệm có đến 3 trong 4 bệnh nhân tim mạch có nồng độ CoQ10 trong máu thấp hơn nhiều so với người khỏe mạnh. Rõ ràng việc thiếu hụt CoQ10 có mối liên hệ chặt chẽ đối với các tình trạng bệnh lý tim mạch. Vậy những yếu tố nào dẫn đến sự thiếu hụt CoQ10? Đó là quá trình lão hóa tự nhiên, chế độ dinh dưỡng, sử dụng thuốc điều trị trong các bệnh lý. Đầu tiên là tác động của quá trình lão hóa tự nhiên đối với nồng độ CoQ10 trong cơ thể. Mọi hoạt động và chức năng của cơ thể sẽ đối mặt với sự suy giảm dần theo thời gian do sự lão hóa tự nhiên gây ra. Những cơ quan tập trung CoQ10 nhiều nhất như tim, gan, thận cũng chính là những cơ quan chịu ảnh hưởng nhiều nhất khi CoQ10 suy giảm. Nồng độ CoQ10 tự nhiên trong cơ thể đạt ngưỡng tối đa khi 20 tuổi, bắt đầu giảm mạnh từ tuổi 40 cho đến cuối cuộc đời. Một nghiên cứu thống kê, mức CoQ10 của chúng ta giảm tới 65% ở độ tuổi 80. Cùng với quá trình lão hóa tự nhiên, thì một chế độ ăn không đủ dinh dưỡng, không lành mạnh cũng dẫn đến sự thiếu hụt CoQ10. Chế độ ăn không đủ dinh dưỡng, không lành mạnh thường là những chế độ ăn có các đặc điểm sau. Ăn không đủ bữa, chế độ ăn kém đa dạng, chế độ ăn phục vụ nhu cầu giảm cân, ăn kiêng, chế độ ăn chay. Ngoài lão hóa và chế độ dinh dưỡng, việc sử dụng các thuốc statin để hạ mỡ máu cũng làm suy giảm nồng độ CoQ10. Statin là nhóm thuốc từng được bác sĩ kê toa để giúp hạ cholesterol trong máu, nhưng nó có tác dụng không mong muốn là làm giảm nồng độ CoQ10 trong máu của bạn.
nồng độ CoQ10 đã giảm từ 1,26 microgam trên ml xuống còn 0,62 microgam trên ml, tương đương giảm 49% sau 30 ngày sử dụng nhóm thuốc statin. Từ những nguyên nhân thiếu hụt CoQ10, chúng ta có thể nhận biết được các nhóm đối tượng cần phải bổ sung CoQ10 từ bên ngoài, bao gồm người có các dấu hiệu lão hóa, đặc biệt là lão hóa ở hệ tim mạch, sơ vữa mạch máu, tăng huyết áp, suy tim, người có chế độ ăn không hợp lý, người đang sử dụng thuốc statin, thường là các đối tượng có tăng mỡ máu, đái tháo đường. Các tình trạng khác như các bệnh lão hóa hệ thần kinh như bệnh Alzheimer, bệnh Parkinson, người bị đau nửa đầu, người hoạt động thể lực nhiều, người sau độ tuổi trưởng thành do CoQ10 giảm theo độ tuổi. Đối với các đối tượng khác nhau, sẽ có nhu cầu CoQ10 khác nhau. Theo khuyến cáo, cơ thể cần cung cấp CoQ10 từ 30 đến 90 mg mỗi ngày để đảm bảo sản sinh năng lượng mạnh mẽ và ổn định. Một số trường hợp có thể lên đến 200 mg mỗi ngày. Để chống lại sự suy giảm CoQ10 có liên quan đến tuổi tác hay những người mắc bệnh lão hóa, nên dùng từ 100 đến 200 mg mỗi ngày. Đối với nhóm dùng thuốc statin hạ mỡ máu, được khuyến nghị dùng từ 30 đến 200 mg CoQ10 mỗi ngày. Đối với nhóm bệnh nhân suy tim, được khuyến nghị dùng từ 60 đến 300 mg CoQ10 mỗi ngày. Đối với nhóm bệnh nhân đái tháo đường, được khuyến nghị dùng từ 100 đến 300 mg CoQ10 mỗi ngày. Với nhóm đối tượng bị chứng đau nửa đầu, được khuyến nghị dùng từ 300 đến 400 mg CoQ10 mỗi ngày. Người hoạt động thể lực được khuyến nghị dùng 300 mg CoQ10 mỗi ngày. CoQ10 có mặt ở mọi tế bào trong cơ thể người, đóng vai trò quan trọng trong việc sản sinh năng lượng cho tế bào và là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, đặc biệt quan trọng với hệ tim mạch. CoQ10 có nguồn gốc nội sinh, nghĩa là cơ thể người tự sản xuất, hoặc ngoại sinh từ thức ăn hoặc thực phẩm bổ sung. Quá trình sản xuất CoQ10 trong cơ thể như đã đề cập sẽ bị suy giảm theo thời gian, nên bổ sung CoQ10 từ bên ngoài là hết sức quan trọng. Tuy nhiên, để có được 100mg CoQ10, cần tiêu thụ lượng thức ăn tương đương 3kg thịt bò, 7kg thịt gà, 4kg thịt lợn, 23kg cá hồi, 8kg đậu tương luộc hoặc 10kg bơ. Thực tế, lượng CoQ10 từ chế độ ăn hàng ngày thường chỉ từ 3 đến 6mg, cực kỳ thấp. Trong quá trình sản sinh cũng như bổ sung vào cơ thể, sẽ xảy ra sự hao hụt CoQ10, một phần nguyên nhân đến từ việc CoQ10 chống lại các gốc tự do, một phần do CoQ10 nhạy cảm với ánh sáng. Do đó, khi bổ sung CoQ10 rất cần sự hỗ trợ từ các chất chống oxy hóa khác, có thể kể đến vitamin E, các dưỡng chất thực vật như hỗn hợp citrate bioflavonoid và axit canoxit để duy trì được nồng độ của CoQ10. Axit canoxit có rất nhiều trong hương thảo, ngoài khả năng chống oxy hóa mạnh, còn có khả năng bảo vệ các hợp chất khác trước sự tác động của ánh sáng. Nếu kết hợp được với axit canoxit thì nồng độ CoQ10 sẽ được bảo tồn tốt nhất. Vì vậy, thật tuyệt vời khi sản xuất được sản phẩm bổ sung được đầy đủ nhu cầu CoQ10 cũng như là các thành phần bổ trợ cho CoQ10 đã đề cập ở trên. Với mong muốn đem đến sức khỏe cho mọi người và thấy được lợi ích của CoQ10 đối với sức khỏe, trải qua hơn 80 năm kinh nghiệm, các nhà khoa học Nutrila đã nghiên cứu và cho ra đời thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrila Hot Health CoQ10, sản phẩm hỗ trợ cung cấp coenzyme Q10 và nhiều dưỡng chất thực vật từ thiên nhiên, hỗ trợ hạn chế quá trình oxy hóa và hỗ trợ nâng cao sức khỏe tim mạch. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Hot Health CoQ10 chứa các thành phần chủ đạo là coenzyme Q10, vitamin E, hỗn hợp chiết xuất citrate bioflavonoid và chiết xuất hương thảo. Thông tin dinh dưỡng: mỗi viên 0,628g có chứa coenzyme Q10 30mg, vitamin E, D, alpha tocopherol 20 đơn vị IU, chiết xuất hương thảo rosemary 10mg, hỗn hợp chiết xuất citrate bioflavonoid 25mg. Hướng dẫn sử dụng: uống mỗi ngày từ 1 đến 3 viên, tốt nhất cùng với bữa ăn. Công dụng: sản phẩm hỗ trợ cung cấp coenzyme Q10, hỗ trợ hạn chế quá trình oxy hóa và hỗ trợ nâng cao sức khỏe tim mạch. Đối tượng sử dụng: người trưởng thành cần bổ sung coenzyme Q10. Quy cách bao gói: 60 viên nam mềm trong một hộp.
chú ý, phụ nữ có thai và đang cho con bú hoặc người đang điều trị bệnh nên tham khảo ý kiến của chuyên gia dinh dưỡng hoặc bác sĩ trước khi dùng. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Sản phẩm không chứa hương liệu nhân tạo, chất tạo màu và chất bảo quản. Không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Để xa tầm tay trẻ nhỏ. Hướng dẫn bảo quản. Bảo quản nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp. Ngày sản xuất và hạn sử dụng, xem trên hộp. Bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong nhiều nhất trên toàn cầu và Việt Nam. Để hạn chế tối đa nguy cơ tim mạch, chúng ta cần duy trì chế độ sống lành mạnh, hạn chế chất béo, cholesterol, không dùng các chất kích thích, tăng cường thực phẩm giàu vitamin, chất xơ, khoáng chất và bổ sung nguồn CoQ10. CoQ10 là một chất quan trọng đảm bảo năng lượng cho hoạt động của tế bào và có khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ. CoQ10 giúp chống lão hóa và nâng cao sức khỏe tim mạch. Hãy bổ sung CoQ10 ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe của bạn và những người thân yêu. Chúng ta vừa đi qua các nội dung của bài học Nutrilite Hot Health CoQ10. Sau đây là tóm tắt các nội dung chính của bài học. Nội dung thứ nhất: dinh dưỡng chăm sóc sức khỏe tim mạch. Tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới và Việt Nam. CoQ10 có hoạt tính chống oxy hóa và tham gia sản sinh năng lượng, giúp hỗ trợ chống oxy hóa và hỗ trợ nâng cao sức khỏe tim mạch. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thiếu hụt CoQ10. Cơ thể cần cung cấp CoQ10 từ 30 đến 90mg mỗi ngày, có thể lên đến 200mg mỗi ngày. Đối với các đối tượng khác nhau, sẽ có nhu cầu CoQ10 khác nhau. Kết hợp CoQ10 với các chất chống oxy hóa khác như vitamin E, hỗn hợp citrate bioflavonoid, acid canoic giúp đảm bảo nồng độ CoQ10 cần thiết đến tế bào. Acid canoic có nhiều trong hương thảo, còn có khả năng bảo vệ CoQ10 trước tác động của ánh sáng. Nội dung thứ hai: thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Hot Health CoQ10. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Hot Health CoQ10 chứa các thành phần chủ đạo là coenzyme Q10, vitamin E, hỗn hợp chiết xuất citrate bioflavonoid và chiết xuất hương thảo. Sản phẩm phù hợp cho người trưởng thành cần bổ sung coenzyme Q10. Sử dụng sản phẩm, uống 1-3 viên mỗi ngày, tốt nhất cùng với bữa ăn. Giúp hỗ trợ cung cấp coenzyme Q10, hỗ trợ hạn chế quá trình oxy hóa và hỗ trợ nâng cao sức khỏe tim mạch.